điện máy hòa phát, test máy phát điện Zigito, sách tay, chạy xăng, chống ồn, EU22i. Máy này thì có công suất là 2,5 kW, tối đa là 2,8 kW ạ. Đây là giao diện của chiếc máy phát điện xách tay chống ồn chạy xăng của bên em. Bây giờ bên em sẽ test nổ và test tải sản phẩm. Bên em vừa đã đổ xăng đổ dầu rồi. Bây giờ thì bên em bắt đầu test ra tải cho chiếc quạt. Máy giật rất là nhẹ. Điều chỉnh ở trên bảng hiển thị là về cái giờ, số giờ máy chạy và hiển thị công suất. Có điều điều chuyển ở trên màn hình. Hết xăng đúng không? USB. Cái này đây cũng bám USB và sạc điện thoại. Đây là sạc ắc quy. Cái sản phẩm máy phát điện xách tay dùng gia đình rất là thông minh ạ. Cứ tắt đi anh. Một cái sản phẩm máy phát điện dùng gia đình xách tay rất là thông minh. Đó, đáng để anh chị em chúng ta sắm cho gia đình, mỗi gia đình một chiếc. Máy này thì chạy điều hòa vô tư. Đó, và khách hàng của bên em thì ở Quảng Nam. Ngày hôm nay thì mua để phục vụ văn phòng. Tải điều hòa 9000 và máy in, máy tính. Đó, một sản phẩm rất là thông minh, đáng để sử dụng trong gia đình. Đây là sạc điện thoại và cắm USB hay sạc ắc quy. Đây là cắm dòng điện, công tắc. Điều khiển, cái này là cái mình chuyển đổi chế độ tải. Đó, sản phẩm của Zigito Japan, giá chỉ có hơn chục triệu thôi ạ. Công suất tối đa là 2,8 kW, dòng tiết kiệm điện inverter. Đó. Anh chị em cô bác có nhu cầu mua một chiếc máy phát điện thông minh dùng gia đình, tiết kiệm nhiên liệu và xinh xắn gọn nhẹ, dễ vận chuyển, dễ di chuyển, hoặc là dùng để mang đi theo để đi du lịch đó, thì cũng rất là tiện, hoặc là dùng trên ô tô thì cũng quá là tuyệt vời luôn. Đó, và đây là một số cái thiết bị, một số cái phụ tùng đi kèm: tháo buji, phễu, đổ nhiên liệu, đó, ổ cắm, công tắc.
đó là một số cái phụ tùng cần thiết khi sử dụng máy phát điện. Anh chị em có nhu cầu mua hàng thì xin liên hệ với Điện Máy Hòa Phát, các số hotline ở trên hệ thống website của bên em: dienmayhoaphat.vn, zikito.vn, maynonghiephoaphat.vn, máyphátdiệngiadinh.vn, máycắtcỏ.vn, và tất cả các cái hệ thống, các cái số website của hệ thống bên em đều có cái số hotline để các bác liên hệ mua hàng. Xin cảm ơn các bác đã lắng nghe và chúc các bác là lựa chọn được máy phát điện tuyệt vời nhất dùng gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.